đang xem kênh du lịch và cuộc sống an toàn. Sau khi khám phá thủ đô Seoul, gia đình tiếp tục hành trình khám phá đảo Nami xinh đẹp. Để qua được đảo Nami, mình phải đóng phí visa và đi qua cổng nhập cảnh tượng trưng trước khi lên phà. Đây là một thú vị nhỏ nhỏ vì bạn có cảm giác rằng sắp đến một vùng đất mới lạ. Anh lại bắt sóc, anh á, lại thế anh á. Nhanh lên, anh á, nhanh lên. Kìa. Ui, sóc nó chui vô đó rồi. Wow. Nè, em đứng chỗ đó, anh đứng à. Rồi, ok. Do sương mù đó.
Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.